Xin chào quý vị và các bạn. Khu vực ao ngòi cầu trại nằm giáp ranh giữa quận Nam Từ Liêm và quận Hà Đông. Sau khi được dọn dẹp rác vào tháng 8 năm 2024, thì sau 3 tháng, khu vực này lại đầy ắp rác thải. Rác này người dân ở khu đằng sau ở đâu mang đổ đây. Đấy, chứ không phải cùng gia đình mới vứt ra. Mong muốn là tất cả các cấp chính quyền sắp xếp và mang cái rác này chuyển đi nơi khác. Bác rất mong. Cái đống này là toàn bộ là người dân mới đổ ra đây. Những cái ghế các thứ này còn nếu mà móc ở dưới kia lên thì chỉ có những cái chạc mấy các thứ rác thôi. Là cũng do dân đổ ra thôi. Tháng 10 vừa rồi cuối tháng thì chúng tôi cũng giao ban ở trên phường là chúng tôi lại nhắc lại là đề nghị các đồng chí đã hứa với dân và chúng tôi họp để xã hội hóa sau khi các đồng chí dọn các cái phế thải này đi. Nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy dọn đi để cho nó sạch môi trường và sạch đường phố. Phóng viên Báo Lao Động đã liên hệ tới ông Đặng Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trung Văn để phản ánh hiện trạng trên. Ông Hùng cho biết rác thải tại đó là do người dân ở khu vực xung quanh vứt và trong tháng 11, phường sẽ dọn rác và rào tôn để người dân không thể tới đó đổ rác.